Tiết ba Văn phó chúc lưu thông Văn lưu thông phần của Kinh Vô Lượng Thọ Phật bảo chi lạc Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia Vui mừng hớn hở cho đến một niệm Phải biết người này có được lợi ích lớn Đầy đủ công đức vô thượng Một giải thích theo văn Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia Công đức danh hiệu này là vạn đức cho đến một niệm sanh về báo độ vô lậu siêu việt phẩm vị cấp bậc đây gọi là lợi ích lớn cũng tức là công đức vô thượng các hạnh khác đều là lợi ích nhỏ công đức hữu thượng pháp môn công đức vô thượng lợi ích lớn này ngay cả bồ tát di lặc đẳng giác mà cũng chưa chắc hiểu được nên gọi tên ngài để chỉ bảo khiến cho lưu thông đời sau cho nên Tông Tổ nói, các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Từ đây có thể biết, bản chất hai quyển thượng và hạ của Đại Kinh chính là niệm Phật. Cũng biết rằng, Đại Kinh tuy nói muôn hạnh vãng sanh nhưng căn cứ theo bản nguyện của Phật thì ý nằm ở chỗ chuyên sưng. Đoạn văn lưu thông này trước là tiêu văn, tức là giải thích theo văn, rồi sau lại dẫn sự giải thích của Pháp Nhiên Thượng Nhân để thuyết minh hàm nghĩa của nó. Phật Bảo Di Lặc là nói đoạn văn phần lưu thông này giải thích Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc yêu cầu Bồ Tát Di Lặc lưu thông ở thời vị lai, cho nên còn gọi là văn phó chúc lợi ích lớn của việc niệm phật nếu có người nghe được danh hiệu của đức phật kia người là chỉ cho chúng sanh mười phương bất kể người nào nghe được là nghe được câu danh hiệu nam mô a di đà phật danh hiệu là vạn đức cho nên nói vạn đức hồng danh đương nhiên nói nghe được hoàn toàn không phải ngẫu nhiên nghe được người ta niệm câu danh hiệu này mà trạng thái buồn vui lẫn lộn như vừa được giảng phần trước mới có tâm lý vui mừng hớn hở, cho nên nói chúng sanh nghe được danh hiệu Phật kia. Vui mừng hớn hở cho đến một niệm phải biết người này có được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng, có thể vãng sanh về báo độ vô lậu, siêu việt phẩm vị giai cấp, vì thế mới được ca ngợi là lợi ích lớn. Niệm Phật vô thượng, cái gọi là lợi ích lớn chính là công đức vô thượng cho nên nói là được lợi lớn đầy đủ công đức vô thượng ở đây nêu rõ tất cả pháp môn và sự tu hành khác ngoài niệm phật ra đều là lợi ích nhỏ đều là công đức hữu thượng chẳng hạn nói niệm phật có bốn loại ngoài xưng danh niệm phật ra còn có quán tượng niệm phật quán tưởng niệm phật thật tướng niệm phật có chỗ gọi là vô tướng niệm Phật hoặc là niệm Phật của thiền tịnh song tu. Những loại niệm Phật này nếu so với xưng danh niệm Phật thì vẫn là lợi ích nhỏ, vẫn là công đức hữu thượng. Cho nên, nếu tu những pháp này lại hồi hướng vãng sanh thì không phải là công đức vô thượng, lợi ích lớn, mà vẫn còn trong phẩm vị giai cấp. Đương nhiên, vẫn còn những pháp môn khác. Nếu không phải là nghe danh hiệu Phật kia mà trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng một tiếng, đặt mình hết vào bản nguyện để xưng danh, thì sẽ không phải là lợi ích lớn vô thượng. Đã không phải là lợi ích lớn vô thượng, thì không thể sanh về cảnh giới cực lạc niết bàn vô vi được. Vẫn phải ở trong phạm vị giai cấp. Điều này rất quan trọng, mọi người cần hiểu rõ. Pháp môn có công đức lợi ích lớn vô thượng này. Hàng Bồ Tát Di Lặc thuộc đẳng giác chưa chắc biết được. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới kêu tên Bồ Tát Di Lặc để bảo Ngài rằng Này Di Lặc ông phải biết nếu có người nghe được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà vui mừng hớn hở xưng niệm như thế phải biết rằng người này đã được công đức lợi ích lớn vô thượng rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đem câu danh hiệu Di Đà này lưu thông đến đời vị lai cũng chính là giống như thời Mạt Pháp, thời Mạt Pháp là thời đại pháp diệt, cho đến trong tương lai khi Bồ Tát Di Lặc xuất hiện ở Long Hoa Tam Hội, đều phải tuyên dương lưu truyền pháp môn này, cho nên mới Phật bảo Di Lặc không có pháp nào sánh với niệm Phật được. Tông tổ Đại sư Thiện đạo của chúng ta căn cứ theo nguyện thứ 18, văn thành tựu nguyện thứ 18 và văn lưu thông của kinh vô lượng thọ nói Các hạnh khác tuy gọi là thiện Nhưng nếu so với niệm Phật Thì hoàn toàn không thể sánh bằng Tất cả lục độ vạn hạnh Đều là việc thiện Đều là công đức Đều là pháp môn rất thù thắng Pháp tu rất khó có được Công đức cảnh giới rất cao siêu Nhưng nếu so với pháp môn niệm Phật xưng danh Thì không thể sánh được Niệm Phật là thể Do có đoạn văn lưu thông này, chúng ta có thể biết toàn bộ tông chỉ của hai quyển thượng và hạ Kinh vô lượng thọ đang nói về điều gì. Đang nói về niệm Phật. Tại sao vậy? Bởi vì có thể liền được vãng sanh trụ bất thoái chuyển. Công năng này ở nguyện thứ 18, không có ở nguyện thứ 19, cũng không nằm ở nguyện thứ 20. Phần lưu thông nói được lợi ích lớn đầy đủ công đức vô thượng cũng ở nguyện thứ 18, không nằm ở nguyện thứ 19 và 20. Kinh Vô Lượng Thọ, Quyển Hạ nói Tam Bối chính là văn thành tựu của nguyện thứ 19, nhưng văn thành tựu của Tam Bối không có công năng liền được vãng sanh trụ bất thoái chuyển. Phần lưu thông nói, ngoài việc xưng danh niệm Phật của nguyện thứ 18 ra, không có nói phương pháp tu hành của Tam bối cửu phẩm, không có nói phương pháp tu hành của Tam học lục độ, không nói phương pháp tu hành của bất kỳ pháp môn nào khác. Do đó, có thể biết cái thể của toàn bộ kinh vô lượng thọ là gì, chính là niệm Phật. Cũng biết, phần trên tuy nói vạn hạnh vãng sanh nhưng căn cứ theo bản nguyện Phật, ý là khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. 2. Pháp nhiên thượng nhân giải thích. Một niệm chỉ cho. Trong tuyển trạch tập chương lợi ích thứ năm, Pháp nhiên thượng nhân nói: Này nói, một niệm là chỉ cho một niệm được nói trong niệm Phật nguyện thành tựu phần trên và một niệm được nói trong văn hạ bối. Trong văn nguyện thành tựu tuy có nói một niệm nhưng chưa nói lợi ích lớn của công đức lại nữa trong văn hạ bối nói một niệm cũng chưa nói lợi ích lớn của công đức đến một niệm này nói là lợi ích lớn ca ngợi là vô thượng phải biết là chỉ cho một niệm ở trên công đức lợi ích của việc niệm phật lợi ích lớn này là đối với lợi ích nhỏ mà nói như thế, coi các hạnh Bồ đề tâm là lợi ích nhỏ, coi cho đến một niệm là lợi ích lớn. Lại nữa, công đức vô thượng là đối với hữu thượng mà nói, các hạnh khác là hữu thượng, niệm Phật là vô thượng. Niệm niệm vô thượng. Đã nói một niệm là vô thượng thì phải biết mười niệm là mười vô thượng lại nữa trăm niệm là trăm vô thượng lại nữa nghìn niệm là nghìn vô thượng xoay phần như thế từ ít đến nhiều niệm phật hàng xa công đức vô thượng lại tương ưng hàng xa phải biết như vậy chọn lựa niệm phật như thế người thuộc các nguyện vãng sanh sao lại bỏ đi lợi ích lớn vô thượng của niệm phật miễn cưỡng tu hành các hạnh có lợi ích nhỏ hữu thượng niệm Phật có đủ công đức lợi ích lớn. Đoạn pháp ngữ này của Pháp Nhiên Thượng Nhân giải thích hàm nghĩa của văn lưu thông trong Kinh Vô Lượng Thọ, giải thích rất vắng tắt, đơn giản. Này nói, một niệm cũng chính là một niệm trong vui mừng hấn hở cho đến một niệm là một niệm được nói trong niệm Phật thành tựu, phần trên. Cũng chính là một niệm trong tính tâm hoan hỷ cho đến một niệm được nói trong văn thành tựu nguyện thứ 18 và một niệm trong cho đến một niệm niệm Đức Phật kia được nói trong văn tam bối. Trong văn nguyện thành tựu, tuy có nói một niệm nhưng chưa nói lợi ích lớn của công đức. Trong văn thành tựu nguyện thứ 18, chỉ nói tính tâm hoan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh nước kia liền được vãng sanh, trụ bất thoái chuyển tức là nói công đức lợi ích lớn. Đến phần lưu thông mới nói niệm Phật cho đến một niệm đầy đủ công đức lợi ích lớn, hơn nữa được ca ngợi là đầy đủ công đức vô thượng. Sự đối lập giữa lợi ích lớn và lợi ích nhỏ Tiếp đến, Pháp Nhiên Thượng Nhân dùng cách so sánh để nói về sự đối lập giữa lợi ích lớn và lợi ích nhỏ nếu niệm phật là lợi ích lớn chẳng phải là văn tam bối nói công đức tu hành tự lực như phát tâm bồ đề tu các công đức là lợi ích nhỏ đó sao sự đối lập giữa vô thượng và hữu thượng lại nữa công đức vô thượng là đối lại với công đức hữu thượng các pháp môn tu hành khác là hữu thượng niệm phật là vô thượng. Niệm niệm đầy đủ công đức vô thượng. Tiếp đến nói, đã nói một niệm là vô thượng thì phải biết mười niệm là mười vô thượng, lại nữa, trăm niệm là trăm vô thượng, lại nữa, nghìn niệm là nghìn vô thượng, xoay phần như thế, từ ít đến nhiều, niệm Phật hàng xa công đức vô thượng lại tương ưng hàng xa ý nói trong mỗi niệm của chúng ta đều đầy đủ công đức vô thượng thật ra nói vô thượng một cái vô thượng cùng mười vô thượng trăm vô thượng nghìn vô thượng hàng xa vô thượng cũng đều là vô thượng không tăng thêm cũng không giảm bớt giống như chúng ta hít thở không khí hít thở một hơi không khí để chúng ta sống mỗi lần hít thở một hơi đều là để chúng ta sống còn khi chúng ta đang sống không khí mà chúng ta hít thở không nhiều cũng không ít chỉ cần bạn sống bạn hít thở bạn có thể sống còn niệm niệm không bỏ ở đây pháp nhiên thượng nhân nhấn mạnh chúng ta cần chuyên tu niệm phật đã có công đức vô thượng chúng ta mỗi niệm mỗi niệm niệm phật không nên bỗng nhiên dừng niệm phật để tu pháp môn khác như thế là thoái chuyển rồi cho nên nói, phải niệm niệm không bỏ, lấy tịnh độ làm kỳ hạn, lấy việc bản sanh thế giới cực lạc làm kỳ hạn. 3. Pháp nhiên thượng nhân giải thích Văn lưu thông có bốn ý Trong Pháp nhiên thượng nhân toàn tập giải thích Đại Kinh trang 172 ghi. 6. Văn lưu thông nói Có người nghe được danh hiệu Phật kia vui mừng hớn hở cho đến một niệm phải biết người này được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Ở đây có bốn ý. Một là lai ý. Hai là bỏ trợ niệm và các hạnh, chỉ nói niệm Phật. Ba là nêu ra một niệm huống gì mười niệm. Bốn là tin sâu lời Phật, không sanh phỉ bán. Ở đoạn này, Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, có người nghe được danh hiệu Phật kia vui mừng hớn hở cho đến một niệm phải biết người này được lợi ích lớn đầy đủ công đức vô thượng có bốn hàm nghĩa sau một là lai ý lai ý chính là lúc ở phần chánh tông trong kinh vô lượng thọ phật thích ca mâu ni tuyên nói pháp môn niệm phật vãng sanh có thể đạt được lợi ích rất to lớn cho đại chúng lúc đó nghe đã có lợi ích lớn thì phải hoàn truyền đời này sang đời khác không để dứt đoạn làm vang khắp mười phương lợi ích tất cả vì thế ở phần lưu thông cũng đặc biệt phó chúc bồ tát di lặc phải đem pháp môn niệm phật này lưu thông đến đời vị lai làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đời sau đây chính là lai ý hai là chỉ nói niệm phật bỏ trợ niệm và các hạnh chỉ nói niệm phật trong pháp nhiên thượng nhân toàn tập trang 173, Thượng Nhân giải thích như sau. Ở Văn Thành tượng Nguyện thứ 18, chỉ nói niệm Phật vãng sanh, các nguyện đến nghinh và văn tam bối nói rõ việc trợ niệm vãng sanh, các hạnh vãng sanh. Do đó, các hành giả tu các hạnh vãng sanh hoài nghi khó quyết định, cho nên đến phần lưu thông thì bỏ hai môn trợ niệm và các hạnh, thuyết minh chỉ niệm Phật vãng sanh thôi. Lại nữa, Kinh này nói thứ bậc, tức giống như quán kinh, trong quán kinh thì trước để hấp dẫn cơ duyên, rộng nói 13 pháp quán về định thiện tam phước cửu phẩm và nói tông chỉ của các hạnh phản sanh. Đến phần phó chúc thì nói Phật bảo A Nan, ông khéo thọ trì lời này, thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Trong tán thiện nghĩa, đại sư thiền đạo giải thích từ Phật Bảo A Nan, ông khéo thọ trì lời này về sau. Chính thức nói phó chúc danh hiệu Chi Đà lưu thông đời sau. Ở trên tuy nói sự lợi ích của hai môn định tán, nhưng căn cứ theo bản nguyện Phật, ý là khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Cho dù là hai kinh nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn giống nhau, sao không tin được chứ? Các hạnh trợ niệm Phật, đơn niệm Phật. Ý nghĩa của đoạn này nói Kinh Vô Lượng Thọ có ba pháp môn. Thế nào là ba? Đó là có các hành vãng sanh, trợ niệm Phật vãng sanh, đơn niệm Phật vãng sanh. Một số người tu thấy Kinh Vô Lượng Thọ nói thế, khó tránh khỏi do dự không quyết định được. Rốt cuộc cần chuyên tu pháp môn nào? Nhưng đến đoạn văn phần lưu thông thì sẽ hiện rõ phần lưu thông. Đoạn văn này đều bỏ pháp trợ niệm vãng sanh và các hạnh phản sanh mà chỉ nêu ra bản nguyện xưng danh. Vì thế, đoạn văn lưu thông này chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không nói Pháp môn khác. Nguyện thứ 19 nói, Phát tâm Bồ Đề, tu các công đức. Văn Tam Bối Vãng Sanh cũng nói đến việc phát tâm Bồ Đề, tu Pháp môn khác. Như thế, mọi người sẽ do dự không quyết định được. Không biết, rốt cuộc phải tu Pháp môn nào mới có thể quyết định phản sanh nhưng đến phần lưu thông chỉ nói cho đến một niệm cho đến trăm niệm nghìn niệm bản thân việc chuyên niệm danh hiệu di đà chính là công đức lợi ích lớn chính là công đức vô thượng chúng ta nhất định chuyên niệm danh hiệu di đà mới là công đức lợi ích lớn vô thượng duy nhất của sự phản sanh bởi thế chẳng khác nào bỏ đi các hạnh mà chỉ chuyên xưng niệm danh hiệu di đà hai kinh đều giống nhau. Như thế, chẳng phải mô thức khai triển của kinh vô lượng thọ và kinh quán vô lượng thọ là giống nhau sao? Quán kinh tuy nói định tán, nhưng ý của kinh này nằm ở chỗ chuyên sưng. Để dẫn dắt căn cơ của pháp môn khác, cho nên quán kinh rộng nói đạo lý các hạnh 13 pháp quán về định thiện và tán thiện của Tam Phước Cửu Phẩm nhưng đến phần lưu thông lại hoàn toàn bỏ đi những hạnh này. Phật bảo A Nan, ông khéo thọ trì lời này, thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Cho nên, phần lưu thông là lưu thông trì danh, không lưu thông quán Phật và lưu thông tam phước cửu phẩm. Vì thế, đại sư Thiện Đạo nói Phần trên tuy nói sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng căn cứ theo bản nguyện Phật, ý là khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đây chính là bản nguyện xưng danh. Nhất hướng chuyên xưng chính là toàn tâm toàn ý chuyên niệm danh hiệu Di Đà, chứ không có hai hướng hoặc ba hướng, chân trong chân ngoài. Nếu tu luân pháp môn khác để hồi hướng thì không phải là nhất hướng. Đại kinh tuy nói vạn hạnh, nhưng ý của kinh này nằm ở chỗ chuyên xưng. Nếu từ kinh quán vô lượng thọ nhìn về kinh vô lượng thọ thì đạo lý giống nhau. Kinh vô lượng thọ cũng nói muôn hạnh khác. Chẳng phải là phần trên tuy nói vạn hạnh, vãng sanh nhưng căn cứ theo bản nguyện Phật. Ý là khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà đó sao? Bởi vì kinh vô lượng thọ khi nói đến nguyện thứ 19, nguyện thứ 20, tam bối, cũng nói các điều thiện khác của vạn hạnh cho nên nói phần trên tuy nói vạn hạnh các điều thiện nhưng căn cứ theo bản nguyện phật ý là khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu phật a di đà tức là sử dụng kinh vô lượng thọ để kết luận như thế bởi vì ở đây pháp nhiên thượng nhân đã nói mô thức triển khai của kinh vô lượng thọ và kinh quán vô lượng thọ là giống nhau để dẫn dắt căn cơ khác cho nên, phần đầu nói nhiều đến 13 pháp quán về định thiện và tán thiện của tam phước cửu phẩm. Đây là hàm nghĩa thứ hai. Ba là nêu ít sánh với nhiều. Nêu một niệm để sánh với mười niệm. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, dù một niệm mười niệm đều có thể vãng sanh. Huống gì nhiều niệm, một ngày đều có thể vãng sanh huống gì bảy ngày bảy ngày đều có thể vãng sanh huống gì một tháng một tháng đều có thể vãng sanh huống gì một năm một năm đều có thể vãng sanh huống gì suốt đời dùng ít để so sánh với nhiều bốn là tinh sâu không phỉ bán tinh sâu lời Phật không sanh phỉ bán cũng chính là nói đoạn bản nguyện xưng danh ở phần lưu thông trong kinh vô lượng thọ là lợi ích lớn là công đức vô thượng phương pháp dễ dàng công đức rộng lớn một khi nghe được có ai mà không vui mừng hớn hở chứ bởi thế chúng ta phải tin sâu không nghi ngờ công đức càng lớn bạn càng tin sâu như thế bạn sẽ càng có phước báo càng có công đức bạn càng hoài nghi chẳng phải tội nghiệp càng thêm sâu nặng hơn sao cho nên công đức của phật a di đà càng lớn là muốn chúng ta càng sanh tâm tinh sâu hơn. Trong Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn Tập, trong phần giải thích Đại Kinh, Văn Lưu Thông nêu ra bốn điểm để thuyết minh, hy vọng mọi người dành chút thời gian xem qua. Tiết 4 Biểu đồ giải thích Nguyện thứ 18 và Niệm Phật Thành Phật Hai biểu đồ này lần lượt giải nói Nguyện thứ 18 và Niệm Phật Thành Phật. Một là biểu đồ của Nguyện thứ 18, chúng sanh mười phương chỉ cho căn cơ chúng sanh của chúng ta đây tất cả nam nữ thiện ác chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi chỉ tâm của chúng sanh chúng ta ba tâm của nguyện thứ mười tám trong kinh vô lượng thọ là chí tâm tin ưa muốn sanh nước tôi và ba tâm chí thành tâm thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm trong kinh quán vô lượng thọ có ý nghĩa đều giống nhau cho đến mười niệm là nói theo hạnh nguyện thứ mười tám tâm hạnh đầy đủ ba tâm phía trước chính là nói theo phương diện tâm vì thế tâm hạnh đầy đủ tâm hạnh đầy đủ là nhân của vãng sanh có nhân vãng sanh này thì đạt được quả vãng sanh lúc ở nhân địa bồ tát pháp tạng nói nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác đến khi bồ tát pháp tạng thành quả địa phật chúng sanh chúng ta chỉ cần có chí tâm tin ưa muốn sanh nước tôi đây là nhân tâm hạnh đầy đủ có thể đạt được quả liền được vãng sanh. Nguyện thứ 18 tính nguyện hạnh đầy đủ. Ba tâm ở trước cũng có thể nói là tính và nguyện. Tin ưa là tính, muốn sanh nước tôi là nguyện. Cho đến mười niệm là hạnh, cho nên ở đây cũng chính là tính nguyện hạnh đầy đủ. Tính nguyện hạnh đầy đủ tức là có nhân vãng sanh cũng có thể đạt được quả vãng sanh. Niệm Phật thành Phật Niệm Phật thành Phật, biểu đồ này xếp thứ tự từ trong vãng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan. Trong vãng sanh luận chú, sau cùng Đại sư Đàm Loan nêu ra ba nguyện trong 48 nguyện để chứng minh. Chỉ cần nương vào nguyện lực của Di Đà thì có thể mau chóng chứng được Phật quả. Tại sao mau chứng đắc Phật quả? Ba nguyện nào? Đó là nguyện thứ 18, nguyện thứ 11, nguyện thứ 22. Nguyện thứ 18 là nguyện niệm Phật vãng sanh, lấy danh hiệu của Phật A Di Đà làm nhân vãng sanh về báo độ cực lạc. Khi vãng sanh báo độ cực lạc sẽ tiến vào chánh định tụ, nhất định đến quả diệt độ, cũng tức là thành chánh đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn. Nguyện này là nguyện thứ 11. Bởi vì Phật A Di Đà vốn chỉ có nguyện thứ 11 này, Phật A Di Đà đã thành Phật, vì thế nguyện này cũng đã thành tựu Chúng sanh mười phương vãng sanh về thế giới cực lạc nhất định có thể có được quả báo này. Đây là thể của vãng sanh. Có cái thể này thì sẽ có cái dụng của nguyện thứ 22. Dụng chính là nhất sanh bổ xứ, tức là có thể đem đến thế giới mười phương cúng dường chư Phật. Hơn nữa, đến thế giới mười phương hóa thân độ chúng sanh. Phải hóa thân cứu độ chúng sanh như thế nào? Có câu, đáng dùng thân nào để được độ, liền hiện thân đó để nói Pháp hoặc hiện thân thánh nhân, hoặc hiện thân Phạm phu, hoặc hiện thân xuất gia, hoặc hiện thân tại gia, hoặc thân nam, hoặc hiện thân nữ, thậm chí hiện thân chúng sanh sáu đường để hóa độ chúng sanh. Công năng này được nói trong nguyện thứ 22 của Phật A Di Đà. Hiện tại Phật A Di Đà đã thành Phật, vì thế công năng của nguyện thứ 22 này cũng đã thành tựu. Cho nên, nếu chúng ta nương vào niệm Phật mà vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì tất cả tự nhiên đầy đủ những công năng này. Hôm nay giảng đến đây thôi, lần sau chúng ta sẽ trích dẫn những giải thích về nguyện thứ 18 của Bồ Tát Long Thọ, Đại sư Đạo Sước và Đại sư Thiện Đạo để tiến hành thảo luận.